Có vài người sẽ nói yêu là khó, nhưng thật sự quên nhau cả không trễ. Và chẳng biết vì một lý do gì anh lại yêu một người đến thế. Trạm dừng chân không dành cho anh, không dành cho những gã chơi si tình. Một bến bờ vì em mà đã lỡ, chuyến đi này anh cất chỉ riêng mình. Như anh đã nói, anh yêu em không vì mục đích gì. Chẳng qua trong tim em là một khúc thối mà ở đó anh không thể thích nghi. I knew him.